Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê ngày mới trên kênh VTC9. Vừa rồi là các cập nhật mới nhất liên quan đến dịch Covid-19 tại Việt Nam. Sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu. Cập nhật của chúng tôi từ trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận trên 556.000 ca bệnh Covid-19 và trên 9.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 127,3 triệu ca, trong đó có trên 2,79 triệu ca tử vong. Trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia trên thế giới đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo quy định mới của chính phủ Tây Ban Nha, tất cả những người nhập cảnh từ Pháp vào nước này theo đường bộ đều sẽ phải trình giấy xét nghiệm PCR, TMA hay hình thức xét nghiệm khác theo kỹ thuật phân tử với kết quả khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đến. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 và được áp dụng đối với mọi đối tượng từ 7 tuổi trở lên, ngoại trừ những người làm việc trong ngành giao thông vận tải, lao động xuyên biên giới và những người sinh sống ở các khu vực cách biên giới 30 km. Ngày 28 tháng 3, Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 tại những điểm nóng về dịch bệnh, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc và số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ nhiều tháng nay. Theo sắc lệnh do cơ quan quản lý thảm họa Delhi ban hành, số người tham dự lễ cưới sẽ không được phép vượt quá 200 người tại những địa điểm ngoài trời và không quá 100 người ở trong nhà. Trong khi đó, các khách sạn, quán rượu và trung tâm mua sắm ở bang Maharashtra phải tuân thủ các quy định giới nghiêm vào ban đêm. Chỉ có các dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động. Philippines thông báo sẽ áp đặt trở lại các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hơn tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Người phát ngôn của chính phủ Philippines Ari Roque cho biết các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Philippines đưa ra quyết định trên trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng đang đẩy hệ thống y tế nước này vào tình trạng quá tải. Trong ngày 27 tháng 3, Philippines ghi nhận thêm 9.595 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp có trên 9.000 ca mắc. Và đáng chú ý là 3 trong 5 ngày gần đây, Philippines đều đã ghi nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục. Nhóm cố vấn khoa học khẩn cấp SAGE cho biết biến thể Nam Phi có thể làm giảm hiệu quả của kháng thể tới 10 lần ở người đã tiêm vaccine hoặc người từng mắc COVID-19. Mặc dù kháng thể không phải là phần duy nhất trong phản ứng miễn dịch chống COVID-19, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong chống chọi với quá trình nhiễm bệnh. SAGE cho rằng giảm lượng kháng thể 10 lần có nghĩa là hiệu quả vaccine có thể giảm đi 30%. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia nhấn mạnh rằng vẫn chưa rõ điều này có ý nghĩa gì trong việc bảo vệ khỏi các ca bệnh nặng.